안녕하세요. 안녕하세요. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với chuỗi CD Video Tiếng Du Học Sinh Hàn Quốc được thực hiện bởi Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam. Chuỗi CD Video Tiếng Du Học Sinh Hàn Quốc là những video với nhiều chủ đề khác nhau xoay quanh cuộc sống du học Hàn Quốc, được thực hiện bởi các bạn du học sinh Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Mình là Kim Sang đến từ kênh YouTube Kim Sang Si và đây là Mình là Kiều Trinh và hiện tại thì chúng mình đang là du học sinh học tiếng tại Trường Đại học Quốc gia Seoul. Và như các bạn đã biết thì Trường Đại học Quốc gia Seoul là một trong những ngôi trường danh giá của đất nước Hàn Quốc. Và hôm nay thì mình và Kim Sang sẽ ngồi lại để cùng giải đáp những câu hỏi, những thắc mắc của mọi người về vấn đề du học Hàn Quốc. Và bây giờ thì chúng mình cũng bắt đầu thôi. Bản thân mình từ hồi cấp 3 thì mình đã bắt đầu thích đất nước Hàn Quốc này. Và thông qua các bộ phim này, các nhóm nhạc Hàn Quốc và các bài hát ấy, thì mình rất là thích Hàn Quốc và mình quyết định là học tiếng Hàn. Và đến cuối năm lớp 12 ấy, thì mình đã có một chút vốn tiếng Hàn rồi. Và mình cảm thấy là mình khả năng học tiếng Hàn của mình thì tốt hơn tiếng Anh ấy. Với lại mình cũng có khả năng với cái ngôn ngữ tiếng Hàn ấy. Thế nên là mình đã quyết định là chọn du học Hàn Quốc. Còn đối với bản thân mình thì từ hồi cấp 3 mình cũng bắt đầu học tiếng Hàn. Nhưng mà mình học tiếng Hàn là không phải là do yêu thích hay là biết qua các loại phim báo hay là tranh ảnh gì đấy. Mà hồi đấy mình chỉ xem phim, sau đó thì nghĩ là sau này thì mình sẽ làm những công việc mà liên quan đến đầu óc hay là tư duy gì đó. Thì cũng trùng hợp hồi đấy trường của mình ấy rất là hay có các trung tâm du học này, các trung tâm xuất khẩu lao động mà đào tạo nghề về kiểu như là họ quảng bá thương hiệu của công ty ấy, thì họ về trường mình và sau đó thì tổ chức các loại lớp học tiếng học thử cho các bạn học sinh của trường. Thì hồi đấy mình có tham gia lớp học tiếng Hàn, thì mình khi mà mình học qua cái lớp tiếng Hàn đó thì mình cảm thấy là đối với tiếng Hàn thì mình như giống như Trinh là rất là có khả năng hơn là so với tiếng Anh. Thì vì thế là mình đã quyết định học tiếng Hàn. Mình học tiếng Hàn thì mình thấy là đối với tiếng Hàn thì mình tiếp thu nhanh hơn này, khả năng học cũng dễ vào hơn. Chỉ vì thế là mình đã học tiếng Hàn qua cái lớp học thử đó. Sau đó thì về nhà mình cũng tìm hiểu du học là như thế nào, du học Hàn thì mình sẽ học những cái gì và sau này mình sẽ có thể làm được nghề gì khi mà mình đi du học Hàn. Thì mình cũng có tìm hiểu khá là kỹ về vấn đề du học. Sau đó thì mình quyết định chọn đi du học Hàn Quốc là như thế. Đối với bản thân mình thì khó khăn lớn nhất chính là hồi hồ sơ cấp 3. Hồi lớp 11 của mình thì có nghỉ mất 11 hôm là do nghỉ ốm. Đợt đấy mình bị cái dịch gì đó mình cũng không nhớ, nhưng mà đợt đó là cũng có khá là nhiều bạn nghỉ. Mình cũng là một trong những người bị mắc cái bệnh hồi đó, mình cũng không nhớ rõ nên là mình bị nghỉ mất 11 hôm như thế. Nhưng mà trong học bạ của mình thì các thầy cô không có ghi rõ là nghỉ ốm hay là nghỉ vì lý do gì, mà chỉ ghi là đã nghỉ 11 hôm thôi. Chính vì thế mà khi mà mình nộp hồ sơ ra bên Hàn, trong học bạ của mình thì ghi là 11 hôm nghỉ như vậy. Thì bên trường của Hàn thì họ không có hiểu là tại sao mình lại nghỉ mất 11 hôm. Thế nên là họ đã bắt mình xác nhận với trường là hôm đó đã nghỉ ốm hay là nghỉ vì lý do nào đó có chính đáng hay không. Thì tại vì là như mọi người đã biết thì ở bên Hàn ấy họ rất là coi trọng cái vấn đề mà mình nghỉ học khi mà đang theo học như thế, mà tại sao lại nghỉ tận 11 hôm. Thì cái chuyên cần của mình nghỉ 11 hôm như thế thì họ đánh giá là mình có phải là một học sinh chăm học hay không. Chính vì thế khi mà mình xác nhận lại hồ sơ về vấn đề nghỉ ốm ở trường ấy thì đã tốn khá là nhiều thời gian vào việc đó. Thì đó cũng chính là cái khó khăn của mình khi mà mình chuẩn bị hồ sơ khi đi du học Hàn Quốc. Còn mình thì hơi khác với Kim Sang một chút, đó là khó khăn lớn nhất của mình là bố mẹ. Và bố mẹ mình thì ban đầu cũng phản đối vấn đề mình du học Hàn Quốc ấy, bởi vì bố mẹ mình nghĩ là mình học theo sở thích ấy, học theo sở thích. Và mình khi đó thì mình rất là thích các idol này, các nhóm nhạc của Hàn Quốc ấy, mà nếu học theo cái sở thích với chạy theo những cái đam mê mà nó không rõ ràng, không có mục đích rõ ràng ấy, thì bố mẹ mình nghĩ là như thế thì nó không có tương lai ấy. Mà đặc biệt mình là con gái thì bố mẹ mình nghĩ là một mình mà sống ở nước ngoài phải lo đủ các thứ như thế thì bố mẹ mình không yên tâm ấy, thế nên bố mẹ mình đã phản đối. Nhưng mà vì mình quá là yêu thích Hàn Quốc này, cộng với việc là mình cũng đã xác định cho mình một cái tương lai, cái mục đích rõ ràng là sau này mình sẽ làm gì sau khi đi du học Hàn Quốc này, thế nên là mình đã thuyết phục bố mẹ và cuối cùng thì bố mẹ mình cũng đồng ý. Đối với yêu cầu điểm số của Trường Đại học Quốc gia Seoul mà mình đang theo học thì hồi đấy mình có thấy trung tâm báo với mình là yêu cầu điểm GPA 3 năm cấp 3 của mình là trên 8.0 này. Tiếp theo đấy là phần hạnh kiểm là phải tốt 100% trong vòng 3 năm, không có hạnh kiểm khá, thì đó chính là yêu cầu của trường. Còn về phần tài chính gia đình hay là yêu cầu đối với các bạn thì chính là các bạn tốt nghiệp cấp 3 không quá lâu so với yêu cầu của Trường Đại học Quốc gia Seoul là được. Còn phần tài chính thì cái đấy thì bên này họ không quá yêu cầu đâu. Mình chỉ cần có cái phần cọc ở trong ngân hàng để chứng minh tài chính là gia đình có thể đủ lo cho mình khi mà mình theo học ở bên trường là được nhé. Mình nghĩ là có, bởi vì không chỉ việc học trên lớp thì cái việc sinh hoạt hàng ngày ấy cũng phải sử dụng 100% bằng tiếng Hàn. Vì thứ hai là ở trên lớp thì các thầy cô giáo thì đều giảng bằng tiếng Hàn ấy, thế nên là các bạn mà biết tiếng Hàn thì sẽ dễ dàng trong việc tiếp thu kiến thức hơn. Với lại ở trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày ấy, thì nó có thể xảy ra những cái tình huống nào đấy, thì nếu chúng ta biết tiếng Hàn ấy thì chúng ta có thể giải quyết tốt được những cái tình huống đấy và cuộc sống sẽ trở nên thuận lợi hơn.
Như Trinh đã chia sẻ chính là khi mọi người lên lớp học ấy, nếu như mọi người đã biết trước tiếng Hàn rồi thì mình thấy là cái việc tiếp thu kiến thức của mọi người sẽ thú vị và dễ dàng hơn rất là nhiều. Mình lấy ví dụ đơn giản cho mọi người hiểu nhé. Khi mà mọi người ở Việt Nam đã biết một chút tiếng Hàn rồi, sang đây mọi người học lại từ đầu, và so với việc mọi người không biết một chút nào cả, sang đây học lại từ đầu, thì mọi người nghĩ là phương pháp học nào sẽ dễ dàng và thích thú hơn đối với mọi người? Tất nhiên là phương pháp mọi người đã biết ở Việt Nam một chút rồi và sang đây học, đúng không nào? Thì khi mà mình biết trước một chút tiếng Hàn rồi nhá, lên lớp nghe các thầy cô giáo, người Hàn nói chuyện này, hoặc là giảng bài, mình hiểu được một phần nào đó trong câu nói đó thôi, thì mình cũng có một chút cảm giác thành công khi mình học tiếng, đúng không nào? Theo mình thì việc đi du học rất là quan trọng đối với chúng ta. Tại vì là sang bên đây thì mọi người đã tốn rất là nhiều tiền để đi du học rồi này, tốn rất là nhiều thời gian cho việc học ở bên này nữa. Chính vì thế mà khi mà mọi người, trước khi mọi người đi du học ấy, thì mình nghĩ là mọi người nên tìm hiểu thật là kỹ về đi du học. Mọi người sẽ học gì, làm gì, và sau này công việc của mọi người sẽ theo làm là gì. Khi mà mọi người có một mục đích rõ ràng, một mục tiêu rõ ràng trước như thế ấy, thì mà khi mọi người sang đến Hàn Quốc rồi thì mọi người chỉ phải đi theo mục đích mà mọi người đã đặt ra thôi, đúng không nào? Thì cái việc mà mọi người đi theo mục đích mà mình đã đặt ra như thế ấy, thì mọi người có thể đi đúng hướng này, học đúng ngành này, và có những cái cơ hội phát triển bản thân một cách vượt trội nhất có thể. Chính vì thế mà việc tìm hiểu kỹ trước khi đi du học thì rất là quan trọng nhá. Thêm một vấn đề nhỏ mà mình muốn nói tới mọi người là chính là việc học tiếng Hàn trước ở Việt Nam. Như vừa nãy bọn mình đã chia sẻ tới mọi người rồi, thì việc học tiếng Hàn trước ở Việt Nam thì sẽ giúp ích rất là nhiều cho bọn mình khi mà bọn mình đến Hàn Quốc. Chính vì thế mà mình muốn nói tới mọi người là học chăm chỉ tiếng Hàn ở Việt Nam trước này, thì khi mọi người sang Hàn Quốc thì mọi người sẽ không quá áp lực vào quãng thời gian đầu nhé. Còn đối với mình thì mình muốn khuyên các bạn là các bạn hãy lựa chọn kỹ cái trường mà mình muốn theo học tại Hàn Quốc. Bởi vì là nếu mà mình lựa chọn đúng cái trường mà nó phù hợp với cái năng lực của bản thân này, với lại cái điều kiện kinh tế của gia đình ấy, thì mình sẽ không bị quá áp lực và căng thẳng. Thứ hai nữa là mình hãy lựa chọn chuyên ngành trước khi mà mình du học Hàn Quốc. Bởi vì là chuyên ngành thì nó cũng một phần nào đó liên quan đến cái công việc sau này bạn làm gì. Với lại bạn lựa chọn cái chuyên ngành mà mình học này, với lại học đúng chuyên ngành đấy, với lại sau này ra trường ấy, thì các bạn làm đúng cái công việc mà mình yêu thích ấy, nó sẽ không bị lãng phí thời gian. Thứ hai là mình muốn khuyên các bạn còn đang theo học tại cấp 3 mà có ý định và ước mơ đi du học Hàn Quốc là các bạn hãy chăm chỉ học tập để có một cái bảng điểm đẹp này, thì sau này mình sẽ có thể đa dạng được các ngôi trường mà mình lựa chọn, và mình sẽ không có cản trở và khó khăn trong khi làm hồ sơ để đi du học. Video trên là những lời chia sẻ, những phần trả lời câu hỏi dựa trên kinh nghiệm và trải nghiệm cá nhân của hai đứa chúng mình. Và rất mong mọi người đón xem video một cách vui vẻ và có những thông tin bổ ích nhất qua video nhé. Video đến đây là hết rồi. Mọi người hãy đón xem những tập tiếp theo của chuỗi CD Video đến từ du học sinh Hàn Quốc, được thực hiện bởi Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam trên kênh YouTube cũng như là Facebook của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam nhé. Cảm ơn mọi người đã đón xem video. Annyeong.